Hoàng Trầm Thùy trở lại với quý khán thính giả. Đây là khuôn mặt của ba người Mỹ đang được Tổng thống François Hollande của Pháp vinh danh ngày hôm nay. Đầu tiên là người binh sĩ uh, tân binh uh, nhảy dù anh uh, Spencer Stone và đặc biệt cả ba người bạn đều 23 tuổi, thưa quý vị. Người thứ nhì là National Guardsman Alex Scalatos. Đây là anh Alex đây là anh Stone và người thứ ba chỉ là một người sinh viên và bạn của hai người này anh tên là Anthony Sadler ba người bạn đang trên chuyến xe lửa từ Amsterdam của Hà Lan để đến thủ đô Paris của Pháp hôm thứ sáu vừa qua thì họ đang ngồi thì nghe tiếng súng nổ quay lại thì họ thấy một tay cầm súng 26 tuổi tên là Ayub El Khazani người Maroc ngay lập tức mọi người cho đó là một vụ khủng bố có nghĩa là đây có thể là tên chuyên môn kêu gọi ủng hộ cho phong trào nhà nước Hồi giáo ISIS và thực hiện vụ giết người hàng loạt. Ngay lập tức, cả ba người đã nhảy xuống và liêu minh, thưa quý vị, để mà ngăn chặn Tên này và một trong những binh sĩ này đã bị thương thế nhưng ngày hôm nay cả ba đã được vinh danh à, lên tiếng trong à, các đài truyền hình phỏng vấn thì cả ba đều à, rất là họ họ nói rằng là chuyện việc làm của họ à, được coi như là nổi tiếng là anh hùng nhưng mà họ nói rằng tôi cũng thấy đó là cái chuyện bình thường bởi vì một người nói chuyện rất là dễ thương nếu mà tôi không xả thân thì tôi cũng sẽ bị giết chết đó là anh spencer stone quý vị nhìn thấy anh spencer đó anh đầu thì cạo nhưng mà là người đã nhảy vào và trúng viên đạn và cũng như bị một con dao của tên maroc này vạch vào người dạch lên người và một bên mắt của anh cũng bị chấn thương và quý vị nhìn thấy trong lúc ánh chặn tên này lại đó thì hai người bạn của ảnh là Alex Kalatos đến từ đội vệ binh quốc gia của Oregon hoạt động ở Afghanistan được 9 tháng và khuôn mặt phải nói rằng rất là đẹp trai, cả ba anh đều rất là đẹp trai và coi như là vóc dáng vạm vỡ. Bố mẹ anh ngồi ở nhà vô cùng hãnh diện vì hành động của con trai mình dám hy sinh nhảy vào và đánh liên tục cho đến khi cái tên Khazani lại bất tỉnh tại chỗ, mặt mày đầy máu me. Ngày hôm nay thì tất cả bố mẹ của ba anh 23 tuổi, họ đều hãnh diện lắm và đây là điện Elise. Vâng, khi tổng thống François Hollande đón tiếp bốn người, còn một người thứ tư nữa là một người Anh quốc, một người gốc Anh cũng có mặt trên chuyến xe lửa và quý vị nhìn thấy cả ba anh bởi vì họ đang đi nghỉ ngơi nghỉ hè mà cho nên cả ba anh đều mặc áo polo shirt để mà xuất hiện chung với gia đình ngay lập tức cả gia đình đã bay sang để mà chào đón con sau khi nghe tin con là gặp nạn ở trên xe lửa này hãnh diện lắm bởi vì nước pháp có huân chương danh dự và có thể nói lâu lắm rồi họ mới trao bằng huân chương danh dự này Legion d'honneur cho ba bốn người ngoại quốc, không phải là người Pháp. Và này, họ nói rằng nếu mà không nhờ bàn tay cứu nạn kịp thời của bốn người này, chắc có lẽ sẽ có nhiều người chết trên chuyến xe lửa này. Thế nhưng thưa quý vị, ngược lại với bản tin từ hôm thứ sáu thứ bảy Loan thì ngày hôm nay có một cái sự thay đổi khá lớn trong cái bản tin này thì tên Khazani hôm nay chính quyền Tây Ban Nha xác nhận Khazani đã là người xuất thân từ Tây Ban Nha và sau đó rời Tây Ban Nha để sang Pháp sinh sống. Và quý vị biết đó là tên này Khazani là nằm trong danh sách theo dõi của chính quyền Tây Ban Nha và Pháp. Lý do là trong thời gian qua, Khazani luôn luôn xuất hiện để kêu gọi ủng hộ cho Jihad, phong trào thánh chiến Jihad. Thế nhưng, thay vì với những lời lẽ hùng hồn là thánh Ala vĩ đại, thì Khazani ngày hôm nay tuyên bố, tôi đói quá, tôi bị homeless và tôi tìm thấy cây súng AK này ở công viên. Vì thế tôi nhặt và tôi nghĩ đến chuyện đi ăn cướp để kiếm tiền bởi vì tôi quá đói. Theo luật của Pháp thì một người bị bắt phải cần được giam giữ nhiều nhất là trong vòng 3 ngày thì phải truy tố họ. Thì bây giờ Pháp hôm nay cũng chưa biết bởi vì họ đang điều tra thực sự để xem có phải Khazani là đói và muốn cướp hay không. Khazani tuyên bố Tôi không hề muốn giết ai cả, bởi vì tôi đói, tôi chỉ muốn cướp thôi. Đừng gán ghép tôi vào tội khủng bố. <laughs> Cho nên chưa biết được là chính quyền Pháp sẽ mở một cuộc điều tra để liệu rằng đây là một vụ khủng bố hay chỉ là một vụ tấn công để cướp mà thôi. Quý vị đang thấy bằng huân chương danh dự Legion d'honneur của Pháp đang được trao cho bốn binh sĩ hãnh diện lắm thưa quý vị nhé, bởi vì hành động xả thân để cứu cứu người Pháp thì mới được trao huân chương danh dự như thế này. Bước sang một bản tin và đây là các bản tin rất lớn trong tuần lễ vừa qua. Bây giờ cả thủ đô Washington đang điên đầu lên bởi vì các người đàn ông ai nhìn ai cũng đầy một cái khuôn mặt hoài nghi. Đây là trang mạng Ashley Madison như chúng tôi vừa tuần mấy tuần trước cũng đã đề cập bởi vì tin tặc đã tấn công vào trang mạng này và trang mạng này chuyên môn kêu gọi đàn ông và kể cả phụ nữ nữa hãy ngoại tình đi với cái khẩu hiệu của trang mạng life is short đời sống rất là ngắn ngủi hãy ngoại tình đi have an affair thế nhưng những tin tặc này họ không đồng ý với cái chủ trương làm việc như thế này vô đạo đức và họ đã tuyên bố nếu ban chủ trương không đóng trang web này thì họ sẽ công bố tên của những thành viên của Ashley Madison. Và quả nhiên như thế, hôm thứ sáu vừa rồi họ đã chính thức tung lên trên mạng mấy triệu cái email của những người Mỹ vào trang mạng này và trong số đó hãng tin AP và các hãng tin khác tìm thấy cái đuôi của các email địa chỉ đó là toàn là quân đội, tòa bạch ốc, chính phủ Hoa Kỳ và ngũ giác đài. Wow! Trong số này thì AP chỉ nói đó, cũng may mắn là trong số những người vào trong trang mạng Ashley Madison đó, toàn là những người được thuê mướn làm việc cho chính phủ chứ không phải dân cử. Và vì thế, họ đã không nêu tên tuổi bởi vì không phải là người của công chúng. Thế nhưng dựa trên cái bản tin này ngày hôm nay một người làm bộ trưởng Bộ Tư pháp tiểu bang Florida. Ồ, ông này có tên trong trang mạng của Ashley Madison. Và ngày hôm nay thì ông tuyên bố ông Jeff Ashton, ông nói rằng Tôi đã từng vào trang mạng này nhưng ông nói rằng tôi không làm điều gì trái luật hết. À có hai điểm mà chúng ta bản tin AP cũng xác định rõ ràng có hai vấn đề. Một là đạo đức. Vấn đề đạo đức thì ví dụ như là ông ta có từng vào trong những trang mạng có hình ảnh khỏa thân của playboy thì cái hành động đó là cái hành động riêng tư của ông. Và ông nói rằng Tôi không có làm một cái điều gì sai luật hết, vâng, một người có quyền vào những cái trang mạng bậy bạ hoặc là hình ảnh dâm ô để xem, nhưng mà cái hành động đó được cho phép nếu quý vị 18 tuổi trở lên thì ông nói rằng tôi có vào trong trang mạng này, còn cái chuyện mà tôi làm gì đó với ai đó, cái chuyện đó là chuyện riêng tư. Và vì thế, áp lực hiện nay để đòi ông phải từ chức thì ông nói rằng tôi không từ chức Ông Jeff Ashton là nhân vật đầu tiên thưa quý vị xuất hiện để mà phải biện minh cho hành động của ông khi tên và email của ông đã được khám phá trong trang mạng Ashley Madison. Và mỗi thứ hai chúng tôi có tiếp chuyện với anh Anthony từ FMG gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến vấn đề túi tiền trong tương lai hoặc là đầu tư của quý vị và cũng như rất nhiều các vấn đề về thuế vân vân mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần bảo trợ thương mại